Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tiếng Đạt của em. Kính thưa tất cả quý khán giả, như vậy thì cái phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Võ Minh Điền dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay đã chính thức được hoãn theo lời đề nghị của luật sư ông Võ Minh Điền. Ngày hôm qua thì em cũng nghe ngóng được một số cái thông tin là ngày hôm nay phiên tòa sẽ chính thức diễn ra, nhưng mà không có thông tin từ các trang báo chính thống đó thì thực chất là em không có dám chia sẻ. Em chỉ nói lên để cho một số quý khán giả tham khảo thôi. Mà buổi sáng ngày hôm nay thì báo chí đã đưa thông tin rồi. Thì trang báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh là cái trang đưa thông tin đầu tiên ha. Vào thời điểm mà em quay cái đoạn video này thì cũng là 9:51. Đây, có thể là cái thông tin này em là người quay video cập nhật thông tin đầu tiên đó trên trang báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ha. 9:51, nhưng mà em để tầm 12 giờ trưa này em mới đăng thông tin ha, để cho anh em ta chia sẻ cái thông tin này. Vì đây cái nội dung này cũng không có cái gì mới. Quản phiên tòa xét xử YouTube Võ Minh Điền. Phiên tòa xét xử YouTube Võ Minh Điền về tội gây rối trật tự công cộng bị quản do luật sư của bị cáo xin quản ha. Thì ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân quận Bình Tân đã quản phiên xét xử sơ thẩm đối với Võ Minh Điền, sinh năm 86, YouTube, về tội gây rối trật tự công cộng do luật sư của bị cáo xin quản. Thời gian mở lại sẽ thông báo sau. Thì cái này theo cáo trạng ha, mấy cái này chúng ta không cần dẫn chứng lại. Quý khán giả xem cái thông tin này thì chúng ta cũng đã biết nhiều rồi, chúng ta không cần nói ha. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi cái thông tin liên quan đến câu chuyện của ông Võ Minh Điền ha. Thì nói chung là mỗi một người là vi phạm pháp luật thì chúng ta thấy thật sự cũng chẳng có vui vẻ gì. Nên bây giờ em cũng không phân tích sâu về câu chuyện của ông Điền ha, để làm cho gia đình người ta thêm buồn phiền gì nữa, tội nghiệp người ta quý khán giả. Dù sao thì ông Võ Minh Điền ổng cũng thấy cái hoàn cảnh của ổng cũng rất là tội nghiệp. Nếu quý khán giả, em không có đứng về phe phái nào, không binh vực bất cứ một ai, nhưng mà thấy ông Điền như vậy và nhìn vợ con ổng thì mình cũng cảm thấy xót xa. Trước kia thì em cũng một lần ghé lại nhà của ông Điền và cũng có gặp vợ ông Điền dọn dẹp nhà cửa đó, rồi cũng không có thấy con ổng ha. Thấy con ổng nhưng mà mình thấy từ xa thôi, chứ không có thấy gần, cũng nên của em cũng không biết con của ông Điền. Và vợ của ông Điền thì em cũng không có nhìn mặt rõ nữa. Cho nên nhìn thấy cái hoàn cảnh ông Điền vậy thì thật sự cũng không có vui vẻ gì. Nên em cũng không muốn phân tích sâu. Và hôm nay em làm cái video này chủ yếu là nói về cái nhân vật chính trong câu chuyện drama này, đó chính là thằng Y. Lang băm đội lớp thằng Y đi chữa bệnh. Kính thưa tất cả quý khán giả, theo cái chiều hướng dư luận hiện nay và những cái thông tin từ truyền thông báo chí và kể cả một số các kênh YouTuber, đây là một cái sự thành công viên mãn cho cái tên thằng Y Dõm. Thì gần đây chúng ta thấy là dư luận cộng đồng quan tâm nhiều nhất là cái đến cái phiên tòa xét xử sơ thẩm Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ. Rồi tiếp đó là ngày 11 tháng 3 là diễn ra cái phiên phúc thẩm ba nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng và ông tiến sĩ Lực Đặng Anh Quân kháng cáo xin khoan hồng giảm nhẹ. Nhưng mà viện kiểm sát cũng đề nghị hoãn phiên tòa do là các bị cáo không có mặt và luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo đó bào chữa đó cũng không có mặt luôn, cho nên viện kiểm sát là đề nghị là hoãn. Thì từ hôm đó đến nay về đó, cái nhân vật là Lờ Sờ liên tục tung ra rất nhiều những cái thông tin bịa đặt, xuyên tạc, thông tin không chính xác, không đúng sự thật. Trước đó thì bà này cũng đồn đoán là ngày 29 tháng 12 là trước Tết Nguyên Đán đó là sẽ diễn ra cái phiên tòa, nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy cũng chả có cái gì đâu. Bà này toàn bộ bà tung thông tin tầm bậy tầm bạ không à. Cái mục đích của bà này á là muốn hướng lái dư luận đi sang một cái hướng khác để cho chúng ta không nghĩ về một cái tên thằng Y Lang Băm. Quý khán giả thấy đó, tất cả những cái nhân vật trong cuộc thì bây giờ đều im hơi lặng tiếng, đều thoát bằng một cách rất là mạng mục nha. Bởi vậy tôi để cái tiêu đề là thằng này là nó siêu thoát rồi nha. Chẳng những nó thoát mà nó là siêu thoát, nó là siêu lừa rồi cũng phải là siêu thoát luôn. Bà Hằng là nhân vật chính thì phải chịu 3 năm tù. Còn hai nhân vật bay ra binh vực cho nó đó, Ni Sĩ thì mỗi người 18 tháng tù và 2 năm tù. Còn riêng cái thằng mà ém tiền từ thiện 14 tỷ đồng thì bây giờ không có ai đề cập đến. Và một cái thằng lang băm đội lớp thằng Y đi hoành hành bá đạo trong suốt 14 năm trời cũng không ai nói đến. Bây giờ quý khán giả thấy đâu ai nhắc đâu. Hai nhân vật này bây giờ nó thoát nạn bằng một cách rất là mạng mục quý khán giả. Còn nhiều cái nhân vật khác trong cuộc mà được bà Nguyễn Phương Hằng bà ghéo gọi,
Nói chung anh Năm Mật thì anh rất là khôn khéo nha quý khán giả. Từ cái phiên sơ thẩm thì anh cũng âm thầm như là tố cáo người này người kia ha, ông Dũng đồ, rồi yêu cầu thay đổi tư cách đến người tham gia tố tụng rồi này kia, cuối cùng tất cả mọi thứ không được. Cái tội 331 đó là bị hại là chỉ có cơ quan nhà nước, còn người dân á, cá nhân á, thì chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cho nên là cái đó thì chắc hẳn một số cái nhân vật họ rất là đau, họ đã nhận thức ra được cho nên họ không kháng cáo mà họ đòi cái quyền lợi đó, thì bây giờ họ đâu yêu cầu hàng bồi thường tiền đâu, cho nên họ đâu có cần kháng cáo làm gì. Chúng ta thấy là chắc chắn rằng phía sau quý khán giả họ cũng cay nha, họ cũng cay cũng đau về những cái thông tin này. Nhưng mà mình phải nhắc về một cái tên thằng Y quý khán giả nha. Thì từ lúc bà Hằng kêu lên đó và bà Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam thì tôi đã lên rất nhiều cái đoạn video, hầu như mỗi một cái kênh của tôi đó là 5-6 cái kênh nó sập hết đó. Tổng cộng tôi làm không dưới 5.000 cái video trong câu chuyện của bà Hằng trong suốt hơn 3 năm qua. Quý khán giả thấy không dưới 1.000 cái video clip tôi đề cập đến tên thằng Y này đó. Tôi nói rồi, để lâu á thì cứ trâu quá bụng. Quý khán giả thấy bây giờ tất cả mọi thứ liên quan đến nó về vấn đề chữa bệnh đó, nó xóa sạch sẽ hết, nó không chừa bất cứ một cái dấu tích nào. Nó quen với một người bán máy tính, tôi biết cái người tên người này luôn, tôi biết địa chỉ, tôi biết cửa hàng bán máy tính luôn, nhưng mà tôi không đọc tên người ta nha, vì người ta có thể là người ta không có liên quan cho nên tôi không đọc tên. Cho nên nó nhờ giả những IT ghi bọt báo cáo hoặc là liên hệ các kênh YouTuber yêu cầu người ta gỡ những cái đoạn video liên quan đến chữa bệnh đó, gỡ để có thể là cho tiền, có thể là tác động đe dọa người ta này kia kia nọ đó. Cho nên bây giờ người ta gỡ sạch sẽ hết trơn rồi nha. Bên phía đó thì người ta rất hay về IT. Còn một cái đoạn video clip của nó duy nhất, một cái kênh YouTube là đặt trụ sở tại Mỹ nha, kênh YouTube đó ở Mỹ, có liên hệ với người ta nhưng mà người ta nói là người ta không gỡ video, người ta quyết định là ta không gỡ, còn duy nhất một cái video đó thôi liên quan đến vấn đề chữa bệnh, còn nhiều nó xóa sạch sẽ hết, không chừa bất cứ một cái dấu tích nào. Tôi nói lên đây chắc hẳn là cơ quan chức năng bên phía an ninh mạng người ta cũng phải nghe được những cái đoạn thông tin này, tôi nói thẳng luôn nha, nó xóa sạch sẽ hết trơn rồi, đâu còn dấu tích gì đâu. Quý khán giả thấy trước là hai thằng tay trong tay xuất hiện trong rất nhiều cái video đi chữa bệnh, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy còn có cái gì đâu. Đấy, quý khán giả thấy một thằng nó rất là tinh vi không, nó đi tới đâu cũng vậy, nó đều xóa những cái dấu tích, nó xóa một cách là rất là sạch sẽ, rất là bài bản. Khi mà thu hút con mồi lúc mà bà Hằng chưa đề cập đến đó, thì mình thấy là hàng trăm hàng ngàn cái đoạn video clip mà nó đưa lên cắt ghép chỉnh sửa bằng một cách rất là tinh vi. Kể cả có những cái nhân vật là diễn viên còn tham gia đóng những cái bộ phim chuyển kiếp luân hồi để tiếp tay PA cho nó đó, để làm một cái công cụ để thu hút những cái người bệnh để có thể người ta bán vé đến để chữa bệnh, để chữa, để làm chạy. Đấy, quý khán giả thấy bây giờ xong xuôi chưa nè. Cái thằng này nó dọn cỏ, nó dọn rất là sạch sẽ, tôi phải nói là như vậy luôn đó. Còn về cái vấn đề mua ton vừa rồi tôi có đưa lên cho quý khán giả xem mấy cái bài báo Văn Việt. Đấy, quý khán giả thấy hầu như là cái câu chuyện của thằng này là nó ra hầu như là 10-10 luôn quý khán giả, 10-10 luôn. Rồi bây giờ thêm một cái thông tin này nữa là một số người nha, người ta phát hiện được cái thằng này đi chữa bệnh, mà có người người ta không, nó không cho người ta quay video, có người thì người ta cũng quay được cái đoạn video ngắn người ta gửi. Ở đây tôi có video nha, nhưng mà đây không phải là cái thời điểm mà để mình công bố những cái đoạn video đó lên. Tôi nói bây giờ nó đưa nó đi lại bấm nguyệt so bóp người ta này kia cái nọ nè, bây giờ đâu có xử lý nó được, mấy cái này đâu có xử lý. Ví dụ nhức tay nhức chân là tôi nhờ người massage dùm xoa bóp rồi này kia cái nọ thôi, cái đó nó đâu có vi phạm không? Nhưng mà dần dần sau đó qua cơn mưa thì trời lại sáng, nếu mà im lặng không ai xử lý nó, không ai làm gì nó đó, thì bây giờ nó ra chữa bệnh lại nữa, ai làm gì nó, thấy không? Đã 14 năm trời bây giờ quý khán giả khui ra và có ai làm gì nó đâu, không ai làm gì chân. Rồi bây giờ trong cái thời điểm này những cái đồ mà nó vi phạm hay là cái dấu hiệu gì này kia cái nọ đó, nó xóa dấu tích sạch sẽ hết trơn. Con nhang đệ tử của nó, lính lát của nó rất là nhiều, yêu cầu nó hô hào lên cái đồng loạt với nhau ghi bọt, đồng loạt với nhau báo cáo các kênh YouTube và yêu cầu người ta gỡ xuống, gây áp lực được cho người ta, có giang hồ giang hán nhắn tin điện thoại đe dọa người ta đủ đủ thứ chứ. Đó, nó làm tất cả mọi thứ. Quý khán giả thấy gia đình của bà Hằng đây mà còn phải tan nhà nát cửa với nó nữa, phải vô tù tội dính vào luật pháp với nó nữa, huống chi là một người bình thường phải không? Nó lùa, nó hăm dọa người ta này kia cái nọ, thì chắc chắn rằng bố con nào mà dám để những cái đoạn video đó, mà đố ai dám nói gì đó. Quý khán giả thấy không, biết bao lâu rồi không ai dám nói, không ai dám đề cập đến nó chứ.
từ cái mà trước cái ngày mà ngày 1 tháng 3 đó, quý khán giả thấy bữa nay đó, không có ai nói về nó trên, đã từ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây. Đó, bây giờ lên toàn là cái câu chuyện của Lờ Sờ không. Lờ Sờ thì ngày nó đăng 4 năm cái bài đăng lên tab cộng đồng đó. Đăng lên vậy thì nó đăng lên nó chửi YouTube, thì YouTube ta lên ta phản biện nó. Nó đăng lên nó xuyên tạc thì ta phản biện nó. Trần Đình Ngu lên video tung thông tin đồng bậy bạ thì ta lên ta phản biện Trần Đình Ngu. Đã có ai quan tâm suy nghĩ gì tới thằng Lăng Băm đâu. Mình làm YouTube mà có tiêu đề chủ đề thì mình bay lên mình làm thôi. Còn cái câu chuyện Lăng Băm đâu phải là cái câu chuyện của mình, cho nên một số người là người ta không nói. Còn riêng tôi nha, tôi rất là ấn tượng với cái tên Lăng Băm này nha. Cũng chính vì đeo đuổi trong câu chuyện này mà quý khán giả thấy tôi cũng phải là một cái nạn nhân bị chửi bới rồi bị hăm dọa này kia cái nọ đủ thứ ở trên mạng chứ không phải là tự nhiên nha. Đó, cho nên cái câu chuyện này đến thời điểm này quý khán giả hầu như là nó chưa có cái hồi kết, nó chưa có một cái câu trả lời thỏa đáng cho dư luận cộng đồng. À, cho nên người ta vẫn còn đeo đuổi câu chuyện này và người ta vẫn còn rất là bức xúc, phải không? Quý khán giả thấy gia đình người ta gạt người ta 100 mấy 20 tỷ, phải không? Đâu phải là con số nhỏ. Rồi khi phát hiện nó nhắn tin nha cho nhân viên của người ta yêu cầu trả lại tiền lên chùa tu. Hả, cô ơi tôi khổ quá, cô ơi tôi xin trả lại tiền tôi lên chùa tôi tu. Đó, tôi cạo đầu tôi lên chùa tôi tu. Cuối cùng quý khán giả thấy gâu nó còn không cạo nữa, đầu nào mà cạo. Rồi nó đến Đại Nam nó treo cổ tự tử, rồi kia cũng không thấy tự tử luôn, thấy tự tử mẹ vậy đâu. Đó, rồi nó ra mộ bà Hằng nó yếm ngoài. Một số người thì nó lại, tôi nó lại, nó ra nó yếm rồi đó, nó yếm ba người ta đó. Rồi sau đó nó về nó hại bà Hằng đó, đẩy bà Hằng vô trong tù, quý khán giả thấy. Kể cả lúc dịch giả nó còn tung ra những cái bài hiệu triệu cho con nhang đệ tử nó xúm nhau công kích vào gia đình của bà Hằng đó. Lờ Sờ thì không có tiền, nó không bao giờ nói đâu nha. Chúng ta nhìn ra chúng ta phải hiểu được cái bản chất con người đó là như thế nào. Hả? Thì bây giờ một ngày kêu nó tung lên, một ngày mày cứ đâm lên, đăng lên 4-5 bài cho tao. À, em đăng cho anh à, YouTube nào cứ lên tiêu đề đó, mày cứ chụp ảnh thumbnail nó, mày đăng lên khởi tố 40 YouTube hoài đi à, tăng tội danh cho bà Hằng đi, mày cứ nói vậy hoài đi, thì YouTube nó lên nó phản biện hoài luôn. Đó, cho nên đâu có ai chú ý đến nó. À, bên kia nó âm thầm nó xóa những cái chứng cứ nè. Đó, rồi nó xóa những cái đoạn video clip nè. Rồi bắt đầu nó dần dần nó chung ra, nó đi chữa bệnh rồi nè. Đấy, quý khán giả thấy cái thằng này nó tinh vi lắm. Trời ơi, cái bộ mặt của nó là không phải là dạng vừa đâu, nó là thứ dữ rồi. Người ta bác sĩ trong bệnh viện á, người ta chữa bệnh tắc trách á, mà gây hậu quả chết người, người ta còn phải giải trình với cấp trên, giải trình với cơ quan chức năng nha. Còn riêng cái thằng này, quý khán giả thấy bóp chết 5-6 mạng người mà thấy nó có cái gì gọi là ăn năn hối cải không? Củ sắn mà nó ăn củ sắn chứ thằng này mà ăn năn cái gì? Nó ác hả? Tôi nói còn hơn thằng này, nó ác còn hơn Hitler nữa. Ai mà ác hơn nó? Đấy, bây giờ nó tẩu tán hết trơn rồi, nó xóa dấu tích hết trơn rồi, nó siêu thoát luôn rồi ha. Nó bây giờ nó siêu lừa, bây giờ nó siêu thoát luôn rồi đó. Bây giờ quý khán giả thấy thoát bằng một cách rất là mạng mục, còn dính lùm xùm lại là những cái gâu ghia thôi. Đấy, chúng ta thấy bà Hằng tố cáo những cái dằn vặt có dính giáp gì nó không hả? Toàn là con nhang đệ tử không, còn là cái đám chửi thuê khóc mướn không, còn cái người trong cuộc, cái nhân vật đầu đảng đó, thì bây giờ vẫn còn chờ chờ đó, không ai làm gì chứ. Quý khán giả thấy người dân người ta rất là bức xúc, cho nên tôi phải nhắc cái tên thằng Y Lăng Băm này thường xuyên như vậy để cho bàn dân thiên hạ người ta nhớ lại cái tên nó, và để cho cơ quan chức năng người ta cũng nhớ đến nó chứ không phải là quên cái bộ mặt của thằng này. Này nó kinh khủng, nó khủng khiếp lắm, đâu phải là chuyện đùa đâu. Lúc trước tôi cũng nói bà Hằng rồi, tôi nói tại ngày nào á mà thằng này còn ở ngoài đó nha, còn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật đó, là bà Hằng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tôi đói y gan không, quý khán giả thấy nó tìm đủ mọi cách. Trước đây cũng có nhiều người rồi, phải không, chữa bệnh người ta không hết, ta nói này nó kia nó cũng lên nó gây áp lực cho người ta. Như vậy đó quý khán giả hỏi đi, à cái câu chuyện mà mấy cái người mà chết nằm xuống đó thì nó sẽ thương lượng, nó cho tiền người ta nè, à rồi nó thương lượng nó kêu người ta bỏ qua nè, hoặc là nó năn nỉ nó nói cô ơi tôi chữa bệnh miễn phí không mà cô ơi. À, tôi có lấy tiền lấy bạc gì ai đâu, thôi bây giờ lỡ rồi tôi cũng làm phước đó, bây giờ cô làm khó quá tôi vô trong tù tôi ngồi đó, khổ cho tôi đó. Rồi những cái người bệnh đồ này kia không ai chữa rồi này kia cái nọ đó, nó dùng những cái chiêu nó gu ngủ người ta vậy đó. Cho nên một số người thì người ta nhẹ dạ, phải không, người ta cũng xuống nước nhỏ quý khán giả, tại người ta đốc ác đâu, người ta phải xuống nước nhỏ đấy. Rồi xong xuôi phải không, nó không được thì nó tìm cách đó là nó chơi xã hội đen, hội đỏ, giang hồ, giang hán rồi ha, nó dùng những cái chiêu đó ra để nó đe dọa người ta.
Nên tôi rất mong cơ quan chức năng xem xét về những các đối tượng này, đặc biệt là những cái chứng cứ mà trước đây mà nó có như nó xóa sạch sẽ cho để cơ quan chức năng thu thập được những chứng cứ xử lý các đối tượng này, đặc biệt là những cái kẻ mà nhục mạ vào gia đình bà Hằng, có được cái bằng chứng, cái căn cứ để coi cái đứa nào mà nó khai ra chửi thề khóc bướn cho thằng này còng đầu của nó hết mới vừa cái bụng. Thôi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.